Indonesia tự tin ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Đội tuyển Indonesia đã để thua trong cả 3 trận ở bảng G vòng loại World Cup 2022 trước Malaysia, Thái Lan và UAE. Chính vì vậy, họ đang rất quyết tâm đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, chia sẻ trước báo giới. Tiền đạo nhập tịch của Indonesia, Beto Goncalves đã thể hiện quyết tâm bằng tuyên bố muốn ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Beto Goncalves chính là tác giả của cả hai bàn thắng của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 cho tới thời điểm này. Đây là cầu thủ có thể hình, sức mạnh tốt. Do đó, hàng thủ đội tuyển Việt Nam cần phải cẩn thận. Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 18h30 phút ngày 15 tháng 10 tại Bali.